Ôi nhiều lắm chị ơi. Nè 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 nè, để coi anh Trọng nó có bị không nha, để coi anh Trọng có bị cái mọc đó đang lượn đây nè. Đâu bị đâu, blue nó đang cắn blue ở đây một đàn nè. Rồi xong mình. Không, ở đây có con này nè, này con này con nè. Hey, mình là gì đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Star Wars này. Và hôm nay tụi mình có một cái chuyến đi bằng tàu ngầm thám hiểm ở dưới đáy đại dương ha. Nhưng mà hiện tại là đang có một bầy cá mập nó đang bu ở xung quanh mình. Ui ơi, cá mập nó cắn cả chỗ. Ôi, hai con cá mập luôn kìa. Ba con. Hả? Quay về đây coi, quay về đây cho tôi dậy thôi. Chậu nó mới bị cắn sao. Ôi, ai mới tông đứt vậy. Có máu một phát, nó kéo một đàn tới luôn. Để xíu để quay về. Dạ, ủa sao tàu khang mất rồi. Tàu khang bị cá mập tông em. Á, cá mập nó tông em với ai. Lẹ. Cái mày là đồng loại nha. Đồng loại cái gì tầm này. Ừ, đồng loại gì tầm này. Nó hốt hết. Ê, nó vẫn lượn lượn kìa. Rồi ok, bây giờ ai leader dẫn đường đi. Gì? Lặn nha, lặn xuống hết nha mọi người. Thằng giác nó chi. Ngồi dưới đây thì nó mặc đồ gì vậy? Hả gì? Hả? Thằng Jack nó ngồi ở đây nó mặc đồ lặn gì vậy? Ai biết đâu, bà nói đi. Ơi quà tránh ra, quà tránh ra, quà quà quà. Em đang cố, quà. Em đang cố. Có chừng đâm đá đó. Tại vì xếp đồ lặn xuống cái đó. Con này đấy, nó hơi bị ngu. Ê, con cá mập. Cá mập đó. Ơi ai bật sống nó vậy? Có sống mới vui chứ. Vậy luôn, ủa rồi đi đâu? Đi nè, giờ đi lặn xuống đi. Bình lệ blue mới lấy đồ lên chứ đã. Trời ơi, ngồi dưới đây mặc đồ chi, khổ ghê vậy đó. Bây giờ mọi người lặn xuống nhà, lặn xuống hết nha. Đi từ thôi. Đặt thốt từ từ thôi. Bây giờ mình sẽ lặn xuống khoảng 5 đi. Thì tàu nó sẽ từ lặn xuống ngay cái mức đó luôn nha các bạn. Tàu nó rất là xịn đó. Tàu mình có trang bị hai bộ đồ lặn cho nên là mọi người có thể ngồi trên và có thể ngắm dưới biển. Rồi đâu rồi? Đi bên này nè Thiện. Thiện đâu rồi? Hello anh. Con cá mập nè. Em đằng sau anh nè. Không thấy. Gì luôn. Ngọn này mà nó xúc ông nè. Ê. Ơ chỗ tàu không hay tàu ngang ghê quá tàu ngang. Ê con cá mập bự nó đang đi song song với mình luôn kìa. Thôi đừng chơi nó ấy. Đi chậm hai đam anh ơi, đi chậm hai đam anh ơi. Lặn xuống nữa nha mọi người. Ngang nó chậm men. Nhổng men hoài ta. Ủa con này lặn sao qua nốt bà rồi. Rồi ở đây có ba chiếc đi ở nha. À đây cho nước nha. Vô. Cho nước vô. Sống thật anh ơi. Sống như tầm này nữa. Luôn. Ôi ơi, đá minh. Trời, bình tĩnh ơi, nào, cả bình tĩnh mày. Bể đầu á. Quy Khang nó cứ lượn lượn như cái mỏ. Ủa, có ai con tàu mà đủ màu sắc vậy? Lặn đi Khang. Ê, cá mập gì ơi. Đâu, cá mập đâu? Con này bên trái, bên trái. Ê, hai con bự luôn kìa. Rồi đem mình đồng đội đó. Đem mình, đem mình chốt lẹ. Con này lặn đúng đã luôn. Ui, hai con luôn kìa. Ui, bao ghê. Em đang đâm thẳng cái chỗ đó. Đi nha, đi nha mọi người. Ôi gọi gãy đầu luôn rồi. Ơi blue bị cắn cái mọc. Blue bị cắn. Chồng người im cho chồng. Ơi cái mọc quá trời. Blue mới ngồi trên bị cái mọc đi ngang nó đốm. Mọi người ơi, đợi bé. Ê, ngồi trên cái mọc nó đớp được, ngồi dưới cái mọc nó đớp, ngồi nhìn cái mọc nó đớp. Thả cái giò tôi kìa. Nó nhiều xuống quá chị. Người đâu rồi? Mở bắt đầu lên Thiện. Dì ơi, cứu gì ơi, cứu gì ơi. Vậy, sống chứ, còn sống không, còn sống không? Còn chạy dài lắm, dài lắm. Dài. Mẹ chị, em chở chị nè. Ủa, như vậy em bị tát ở dưới kia đúng không? Ừ, đâu rồi, em rồi. Tại sao chị nè bật mắt lên? Kêu điện tới cứu à. Mình nói nhiều quá thấy em à, dạ cắn được rồi. Lụng lẹ cắn rồi. Để đây coi, để con chậm nó có chết không nha. Để mình đừng đâm đây mình. Để con chậm nó có chết không. Rồi, xuống sâu rồi nè. Để giảm ga lại bớt xíu.
Nguyên một đàn cá mập đổ nước vô bên trong ơi, nhiều lắm chị ơi. Nè 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 nè, đây coi trọng nó có bị không nha, để coi trọng có bị cá mập nó đang lượn ở đây nè. Đâu bị đâu, blue nó đang cắn blue ở đây một đàn nè. Không, ở đây có con nè nè nè, coi nè coi nè. Coi. Gì ơi, à dạ, cắn rồi vậy dạ. Trời ơi, chảy máu. Ôi, chuẩn bị nguyên một đàn tới nè. Chúng mình nguyên một đàn tới. Tụi bay lại cắn nháo đi, tao đừng có cắn. Chồng nó bị cắn rồi, chồng nó bị cắn rồi. Một đấy coi, một, hai, ba. Ba con. Đang tới nè chồng ơi. Đang tới nè, cứu nè. Đang tới nè. Đang tới luôn nè. Cứu nhiều dữ ta. Nó tóc giống như con gì vậy. Cho bút hết nè, lên bút luôn nè. Sắp tới nè, sắp tới nè. Ủa sao thiền không giống lại à. Thiền. Ôi trời. Một bầy luôn. Hơi một bầy luôn kìa. Một bầy luôn. Đâu bây giờ ai xuống cho nó tạo cái đi cho nghe. Đông, đông giả mai. Đông giả mai. Đông giả mai. Có một con, có một cha, có một mẹ, có một chú bác gì tốt. Tại vì chứ cái gì cũng là cá mập. Kêu thiền lại nè. Ôi ôi quá trời luôn. Ôi ôi. Quá trời luôn. Ai nhảy xuống cho nó cắn kìa. Ai hy sinh đi, ai hy sinh đi, ai hy sinh đi. Ông ơi. Bà bắt cười quá. Hy sinh một người để cứu một người chứ. Cắn quá à. Xuống review. Thôi review. Lên lên em. Tại đông quá. Ê lật 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 đâu. Đừng nha em. Mấy quỷ cá hộp này. Kìa kìa chổng kìa chổng kìa chổng kìa. Thấy tên chồng nè. Ờ chồng lại bị táp tiếp rồi. Ờ bye bye chồng. Dừng lại, dừng lại. Lên đi, lên đi. Lên lên trên nóc ngồi nè, lên trên nóc nó ngồi nè. Lên từ từ được. Nãy chị bị cắn. Được, lên trên nóc ngồi. Hồi nãy nó cắn dữ gớm dữ lắm. Tao nó có cái nóc nè. Bình Lưu lên trên ngồi lại ông Bình Lưu. Thôi. Tôi đi bên thiện nè. Đợi ngồi đi. Để tháp xuống xíu nữa. Trời ơi. Tao em hơi nặng. Lên lại đi. Ý đã đuổi bà đó. Ê lật tao rồi. Ồ. 45 chạm đáy rồi. Bao. Để mà lên đi. Rồi lên lên chậm, lên chậm, lên chậm, lên chậm. Lên lẹ, lên. Ôi trời. Trời. Nó cắn mà cho nó không dừng dạ. Đi, dừng đi, chuẩn bị bơi ra nè. Ừ, đang dừng nè, đang dừng nè, dừng rồi đó, dừng rồi đó. Nè, nè, bơi, nè, dừng rồi đó. Không thấy không thấy nhân vật quan trọng luôn, thấy mỗi cái tên luôn. Bị đuối rồi chị ơi. Nó tạp ghê quá. Ý, mất tiêu nó rồi. Thiện đang xuống đây coi rồi Thiện ơi. Thấy mà trên đây thấy. Cố lên, cố lên chậm, cố lên chậm. Ê, Thiện, bây giờ chị mở cái cửa ra cho chị em mình ra ha. Ôi chị ơi. Đâu, bây giờ bên kia phải dụ bớt đi, dụ bớt cái mập ra bên này đông quá. Em còn yêu đời lắm. Bình thường cái mập nó cắn phát là chết luôn mà tại này. Này cắn không chết. Thiện, nó không chịu ngó lên bờ sao chị ra. Từ. Đánh ra, bà tránh ra con. Cắn mà nó không tha. Cố lên chồng ơi. Cố lên. Cố lên bà má tin em. Bà má tin hết. Cố lên. Ngóc thẳng đầu lên luôn à. Nè nè tao đang tới nè chồng ơi, tao đang tới nè chồng ơi. Hết nổi rồi chị. Chán em. Mọi người tập trung xuống đây đi. Ê, ê gần tới rồi. Nè, cố lên. Người nào. Trời. Lấy speed, lấy tốc độ lên em. Không lấy được. Sao nó blue thoát? À blue thoát được là nhờ con trọng. Đâu. Nó cắn blue sao? Đâu. Có lúc nãy nó blue thoát trọng mà, nó blue thoát trọng. Hồi nãy nhiều lắm. Cái tàu cá mập. Có con cá mập nó giả kìa. Có con cá mập phát. Biết tại sao blue thoát không? Thằng sao? Thiện á nó ngồi lên nó xong rồi chị ơi. Chị ơi xong rồi. Chạm đáy rồi. Chạm đáy rồi xong. Sao đứng luôn rồi. Tàu đứng luôn rồi. Em chị mở cửa ra nha. Gần lại, gần lại, gần lại. Thiện, thiện. Ê, tàu em di chuyển mới chìm được. Đừng chết. Tàu anh nó cũng phải di chuyển mới chìm được. Mệt thiệt chứ. Mất tiêu không rồi. Chồng mất tiêu rồi, chồng mất tiêu rồi. Mở mẹ cho rồi. Qua bên đây nè. Thôi đi, 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 mọi người, đi, mọi người. Ê, gì, gì, cứu gì. Gì nữa, gì nữa. Bên kia kìa. Ông đâu, 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 đâu. Có đâu. Ông đâu, ông đâu, ông đâu. Nè, đang lùi nè. Ê có sóng thần thiệt, thằng quý nào bật sóng thần á. Nè đang luôn nè 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 nè. Nghe mồi tàu em hết điện rồi. Ủa sao sao có cái bọc nó thèm cắn mà nó vậy? Luôn rồi. Không, nó cắn đã rồi, nó chay. Qua đây, qua đây, bơi qua đây lẹ cái con tàu đang chớp đèn nè, thấy không?
rồi, thấy thấy đang bơi nè. Lẹ 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 lẹ. Ở sao Duy càng ngày càng chạy xa vậy? Ủa có hả? Ờ Duy đang cái bật, đang quên quên. Thôi tàu em hết điện rồi. Rồi rồi. Này này đang lùi đang lùi. Các bạn mới nhìn tàu của tao nè. Em đi xa mọi người quá rồi. Rồi, lên. Ủa con này của ai? Dây xích lên tới gì? Của em anh Thiện ơi. Lẹ xích lên rồi đó. Tuyên bố với anh một câu là phải lên nhỏ để sóng thần nó đang tới đó. Dì ơi, cứu dì ơi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Ngồi xuống. Ủa bà mới ngồi xong bà nó cắn kìa. Nhưng mà đã thấy bà ngồi rồi xong rồi bấm tuột ra. Mày lặn ra được mẹ mày. Để túi. Ê cái này ở trên kia sóng thần không có quan tâm luôn á, không bị gì luôn á. Ý, có con bạch tuột kìa. Sóng thần đâu? Quan tâm mấy cá mập nha. Sóng thần tới chưa? Tới rồi, tới nãy giờ rồi. Con cá mập. Rồi ok, bây giờ hiện tại là tất cả mọi người đều lên tàu của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi đây. Còn gì ông gắn cái ghế cái tình cảm với sức mẻ liền không? Ta gắn cái ghế trên tàu nè. Gì không gắn vậy đó mới vui. Quay mặt kêu. Ừ nè, chuẩn bị lặn xuống nè. Lặn xuống từ từ nè. Nè lặn xuống nè. Có cái mập tới ta. Đó mọi người đâu chết đâu thấy chưa. Vậy giờ hợp lý rồi. Con cá mập mọi người. Ba con luôn. Gì ta. Chào mừng các bạn đến với tour du lịch mạo hiểm. Rồi để coi coi có cá mập tới không nha, đi chậm chậm trước nha. Ê có con bự bự bên kia. Con cá mập con. Có con đang tới kìa. Đâu ở đâu? Kìa bên luôn á, thấy không? Mọi người lâu lâu để ngay cái làn trắng trắng á sẽ thấy được cá mập. Nó nhìn ông kìa. Nó nhìn ông kìa. Từ giờ chỉnh giờ sáng nha. Ừ để giờ sáng nha. Để giờ nào mà sáng sáng dễ thấy tụi nó. Hình như cho cái nó dễ cắn mà. Hình như mình chạy hơi nhanh rồi, để chậm chậm lại. Tốn oxy nhiều hơn bộ này. Thôi nhanh đi chạy chậm không có. Ôi, cái này tốn oxy lắm nha Di. Ừ bộ này tốn oxy lắm, bộ đỏ nó tốn nó ít oxy hơn. Nó tốn ít oxy hơn. Đó 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 đó. Cái này như đang thử tử ra trời. Ok một người. Xanh mất tiêu rồi nha. Xanh chết rồi. Quay lại cứu. Xong đây mình cứu gì tập này, cứu gì tập này. Ông gì bự tới nè. Cá mập bự tới nè. Để coi coi để coi. Con cá mập cha đâu rồi. Cha đang sao đít. Sao đít kìa. Sao tàu nó nổi rồi. Ở gì ơi nó tới vú. Ừ thấy. Sao tuổi gì. Đó quay đầu hơn khác rồi. Quay đầu rồi. Thanh Lan ơi, cá mập cha lại kiếm mày kìa. Cá mập đu. Chị ơi. Ê, sắp hết oxy kìa. Sắp hết oxy chưa? Ủa sao tàu nó tự nổi lên người ta? Ê, ủa, hèn gì tự nhiên con tàu thấy nó nổi lên. Gì gì, ông nổi giùm tôi đi gì. Cái oxy này đủ qua cơn sóng thần này thôi đó. Ông lại nữa là chết rồi mà cái bộ đồ đỏ nó lâu hơn. Rồi, về lại đi. Chán khàng. Hello, ok, đi lại nha mọi người. Tại vì lúc nãy sóng thần nữa kìa. Mắc cái gì sóng thần hoài ta. Không, chơi sóng thần luôn anh. Chơi sóng thần luôn, sợ gì tầm này. Hòa spam á. Không có. Chơi giải độ, rồi luôn. Không chơi sóng thần mà không lặn xuống. Đi kiếm cá mập luôn ơi. Đi kiếm cá mập chơi với chơi sóng thần gì tầm này. Ba cái sóng thần. Ừ, giảm ba sóng thần. Tuổi gì cá mập. Từ. Ôi nó tạm đứa nào. Ê để về được á, để bữa tối được á. Kìa, có một con cá bên rồi, có một con cá bên nè. Đó. Con bự mà. Đâu? Con nhỏ hả? Ờ con bự. Không, con bự. Con nhỏ kìa. Con bự nó mới kìa. Nó mới đằng sau nè. Đó, đó. Để coi ai bị trước nha, để coi ai bị trước nha. Nè. Ghê lắm mọi người. Mọi người rìa giấy mỹ lắm á. Lúc nào cũng là diamond. Nó ăn được một người là nó táp lại à. Ừ thì nó ra máu à, nó cắn thằng đó à. Diamond nhảy về kia. Diamond lên để đi. Diamond đã đi xa còn, nơi còn ai chủ cuối cùng à. Diamond này, Diamond bị cắn rồi, Diamond bấm về nhà nha Diamond. Ở đây, nổi lên ở đây, tốn rồi. Con bự, ơi con bự, trời ơi con bự. Ơi, bấm nhầm ép thôi mà ha. Bộ buổi sáng mới thấy anh nè. Ờ để buổi sáng mới thấy, đừng có để mưa, để khoảng ừ. Bên phải à, bên phải nguyên cá mập chà luôn kìa.
Có nội đương nhiên. Gà đu đu rồi đó. Tám mấy giờ thấy dễ hơn nè. Đâm anh bị chết rồi. Rồi này 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 này. Ê 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 ê. Nó cắn nguyên một con. Con cá bự nó cắn á. Cái răng nó nhìn kìa ghê lắm kìa. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Wow, cá ơi. Thôi tăng tốc chạy nha, con cá bự nó phá hư. Hư tàu á. Nó nuốt con nguyên đám luôn á. Hoàng ơi em. Bye bye nha. Để coi ai tăng tốc cuối cùng nha. Bây giờ ai bị cắn thì bấm về nhà nha, trời để cho cá mập nó dí theo nó cắn tiếp chứ lúc mà bị cắn nó bu lại hết trơn rồi. Có mập. Ui con bự, trời ơi con bự nó trên đầu kìa. Lưu ơi. Hả? Lưu ơi, sợ hãi lên chút xíu rồi. Ngáo ngáo. Lấy cộng thông buộc lại đi nha. Có vẻ là hàng bên kia dễ bị táp hơn hàng bên này á. Đúng rồi. Ôi nó bơi sau lưng kìa, nguyên một con mập bự nó bơi sau lưng luôn kìa. Cái răng á kìa. Hàng cái răng nó nhìn đúng ghê luôn á. Ê hết rồi nha mọi người. Má sẽ biết rồi đó. Không chạy từ từ trong dí theo chứ. Lại nó. Trời ơi, nó gần. Dạ đúng rồi. Ok, tiếp nè, tiếp nè, đi chậm tiếp nè. Chậm chậm tụi có một con nó mới dí kịp. Chỉ có nhanh này, chỉ có con có mặt bự nó mới dí kịp thôi. Tính ra cái hàng này trâu nhờ mần diamond đi lẹ quá. Bấm nhầm ép. Bấm nhầm lộn xe để lầm. Để coi có con nào tới không nha. Rồi, 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 rồi. Mình để chở bên trí. Kê bên phải. Vậy có, ừ bên phải một con. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Cho em để chở. Chứ chân đỏ đi rồi. Rồi, sống cái. Rồi, lẹ, lẹ, lẹ. Lẹ, 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 bơi lẹ lên, bơi lẹ lên, bơi lẹ lên. Anh dừng lên, dừng rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chào đây mình. Rồi, rồi. Xong khen rồi, xong khen rồi. Con cá mập chà. Lễ Khang ơi. Lễ Khang ơi. Lễ Khang, bấm vô Khang. Bấm vô Khang ơi. Rồi, ê con cá mập. Không được, không được, không ổn, không ổn, không ổn. Nổi lên mới được, nổi lên mới được. Con cá mập nó tông rồi. Rồi xong rồi. Rồi nước vô rồi kìa. Nước vô rồi, nước vô. Chí chí châu rồi. Nó tông bị mở cái nắp hồng lên rồi. Dí dí. Có bấm được mà. Có bấm được không? Rồi bà chết đi, bà chết đi. Bà chết đi, bà sống nổi đâu. Trời ơi, một bóng luôn một nồi. Có bấm được cái nắp. Hồi nãy là cứu Khang mất bà lưu á. Tự nhiên thằng Khang nó ở dưới nó không chết thôi, tự nhiên bị chết. Rồi chậm đi. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi nó tông một phát rồi, con tàu nó hết chạy nổi luôn rồi. Rồi tàu hết chạy nổi luôn rồi. Rồi giờ để yên đi. Có ai chết rồi. Ông Duy ngồi ra luôn đi. Chậm. Trời ơi, chậm đúng lẹ luôn. Cái mọc nó tóc đúng lẹ luôn. Thôi em dê chậm ngồi. Thằng Hang. Nó cứng lên chờ. Cho hỏi là sao trên tàu sao hết mấy cái bộ đồ lặn rồi. Cháu xin bộ ơi. Xin một bộ. Xin một bộ. Ôi. Ôi chìm chìm. Chìm rồi. Rồi ông Duy ông chết rồi. Ông không có đồ. Chìm. Chìm. Coi ai chết trước nha, là coi chết trước nha. Không gì chết trước nè. Không không không. Không không, tôi đang ở bên này. Hello. Gì ai đồ. Nghe đồ Khang chưa vô tao. Khang chết chậu. Tôi thấy cá mập nó đang nhìn mấy người kìa. Nó cắn em rồi. Ừ nó chui vô con tàu kìa. Nó cắm cái đầu nó chui vô con tàu luôn kìa. Đó 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 đó. Con cá mập bự đang sực kìa. Qua đứng chạy qua để anh đang coi phim vậy. Này còn chưa vô ở cái đường ra luôn. Mở đèn lên, mở đèn lên, mở đèn lên. Con kia nó tắt điện rồi. Chào ơi, cứu Khang chào. Hai biểu. Thấy chưa. Này thì chưa vô tàu. Rồi nó hết rồi đó, hết rồi đó, chạy đi Khang. Năm anh em siêu nhân mình bị tạp lẹ. Chạy đi, chạy đi lên tàu này, anh còn chỗ. Em bị kẹt giữa tàu rồi. Ôi nó đang cắn em kìa. Hello bà. Hello. Chưa trước đây luôn. Tàu bà có chỗ không? Không. Còn chút xíu à. Thôi trên lên, đóng cửa lại, đóng cửa. Còn trọng á. Hello Khang. Thôi từ từ bây giờ. Bây giờ làm sao đây? Để ôm dục xuống dưới nước ta. Qua. Ơi nó cắn mình được kìa. Quay tàu. Tại sao? Tại quay tàu.
Đừng mở cửa. Chồng chết mà, chồng chết mà. Chết rồi, rồi chồng chết rồi, chồng chồng bị táp rồi. Hang chết. Hang không chết thôi, mình chết tin được. Đi 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 về đảo chồng ơi. Đi về đảo qua ơi. Từ từ. Chưa chưa chưa, còn trong tàu anh ơi. Đâu anh ấy bị táp rồi mà. Nó táp lửa hai nè. Này đi chui vô tàu. Bỏ nha. Tu này để coi ai sống lâu nhất nè. Ê thằng lái tàu sống lâu nhất nè. Ô thằng lái tàu chơi nước trong tàu không à. Trời này. Ai tổ chức mà còn đợi thắng nữa. Đâu thật ra có cái bạn bạn Minh Trí Giác vẫn còn sống nè. Mọi dạ, người tuổi dạ. Mọi người tuổi. Ờ nói đi. Ờ mọi người sao tuổi chết nè. Nè nè con quà nó hỏi nó chìm tàu tao. Quá chảy đi tức quá. Gì? Biết gì không? Còn cá mập nó không giết tự. Ê, nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bấm con tàu của con quà mất đi. Xong rồi cho ba đứa lọt xuống nước để xem coi ai bị cắn trước. Hello. Không uống quà đâu à. Quá từ từ quá. Bấm 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 sao con tàu của quà đi, nhanh lên, nhanh lên. Sao tàu của... Ừ ok. Ok, ba đứa bơi nha. Ba đứa bơi nha, để coi đứa nào chết trước nha. Ơi. Từ. Cá mập tới kìa, cá mập tới kìa. Cá mập tới, cá mập tới, cá mập tới. Ê, 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 ê. Ê, ê, quà mới chết, quà mới chết. Ủa, ghê quá. Ủa, như chưa chết, như chưa chết, như chưa chết. Ủa, nó buông kìa, ui. Nó buông kìa. Ủa, sao các bạn kia bơi mà không ai cắn hết trơn vậy? Ê, ê. Ê, ê, các bạn gọi gọi hoài bị táo rồi. Ôi rồi gì bị táp luôn rồi. Ủa cái tính ra các bạn kia bơi mà không thèm táp luôn kìa. Vậy là do à, hình như là bơi động nó mới táp á. Kìa. À hình như là đứng im là nó không táp. Ờ à, bơi động luôn nó đứng yên kìa, nó đâu có thèm táp đâu. Ôi. Ôi gì bị mất máu chết này, sao mọi người không bị mất máu chết ta? Kỳ vậy. Cái đó là do. À đâu, chết do oxy, chết do oxy. Chết do cái mập dễ thương quá nó chứ. À, để coi coi chết không nha. Còn mọi người cuối cùng nó sẽ cắn. Di ơi, nghe đồn ban tổ chức thua. Đâu rồi, các bạn kia đâu rồi? Ủa đâu rồi? Nghe đồn teleport về luôn. Rồi, ok, vậy thôi video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Nhớ là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game Stonework này. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chào các bạn, bye bye. Cá mập gì đâu, chơi trời mất dời.